Thưa quý vị, sáng nay tổ chức Free the Bear, tổ chức bảo tồn gấu tại Việt Nam phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên, Chi cục Kiểm lâm vùng 3 và Chi cục Kiểm lâm Bình Phước đã tổ chức tiếp nhận thành công một cá thể gấu chó được người dân nuôi nhốt tại xã Minh Long, huyện Chân Thành, Bình Phước tự nguyện bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu của Free the Bear tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai. Chú gấu chó được xác định là giống đực, cân nặng khoảng 40 kg, sức khỏe bình thường, ăn uống tốt, đã được người dân nuôi hơn 15 năm. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe của gấu, lực lượng chức năng đã quyết định không tiêm thuốc mê và tìm cách kết nối hai chuồng, dùng mật ong và các thức ăn khác để dẫn dụ gấu sang chuồng mới. Sau hơn 1 giờ đồng hồ kiên trì, chú gấu đã bước qua chuồng mới để về Trung tâm Cứu hộ Gấu tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc điều hành tổ chức Free the Bear cho biết, con gấu chó được bàn giao đã đưa Bình Phước trở thành tỉnh thứ 42 chính thức xóa bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.